Bản tin Hot News ngày hôm nay chưa muốn gửi đến cho tất cả các bạn đó là thông tin về một người đàn ông 20 tuổi đang sống ở thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii, đã bị truy tố và cáo buộc âm mưu đã lên kế hoạch cho một vụ tấn công bằng chất nổ hóa học vào một cái tòa nhà chung cư lớn ở thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii. Mời các bạn theo dõi chi tiết thông tin ngày hôm nay nhé. Và đây là cái thông tin chi tiết mình vừa đọc xong trên cái tờ báo mà Hawaii News Now. Các bạn có muốn đọc thêm cái những cái thông tin chi tiết thì có thể là các bạn vào cái trang báo này ha. Thì trên ba trang báo này họ có nói rằng là một người đàn ông ở Honolulu 20 tuổi đã bị truy tố, đang bị cáo buộc là âm mưu đã lên kế hoạch cho một vụ tấn công bằng chất nổ vào một tòa nhà chung cư lớn ở Honolulu. Bồi thẩm đoàn của liên bang đã buộc tội người đàn ông này đã sở hữu vũ khí hóa học và lên kế hoạch phá hủy tòa nhà chung cư. Người này là một người cư dân ở thành phố Honolulu. Chính quyền liên bang cho biết là người này tên là Ethan Sandomai, 20 tuổi, bị các đặc vụ FBI bắt giữ vào ngày 29 tây tháng 3 và bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố ngày hôm nay với cáo buộc phạm tội từ tháng 12 đến cuối tháng 3. Theo cáo trạng của tòa án liên bang thì anh ta bị cáo buộc đã mua lại các thành phần để tạo ra vũ khí hóa học và chất nổ với kế hoạch là phá hủy một tòa nhà chung cư lớn tọa lạc ngay trung tâm ở Honolulu, Hawaii. Anh ta đang bị giam mà không được bảo lãnh tại trung tâm giam giữ của liên bang. Sandomai đã bị cáo buộc đặt hàng một cái danh sách là bao gồm các mặt hàng là hàng chục pound hóa chất được sử dụng trong chất nổ, hệ thống đánh lửa, hệ thống bắn không dây và hệ thống dây điện, theo văn phòng của luật sư Hoa Kỳ cho biết. Anh ta cũng bị cáo buộc đã mua các mặt hàng từ một cửa hàng đồ kim khí ở Honolulu vào tháng 2. Khi kết hợp với nhau thì những cái chất này có thể tạo ra khí clor, có thể gây tử vong khi mà một người nào đó hít phải, bản cáo trạng cho biết. Và Sandomai bị cáo buộc đã tìm kiếm bản thiết kế sơ đồ và mặt bằng của một cái tòa nhà chung cư ở Honolulu chứa khoảng 450 căn hộ và rất là nhiều cửa hàng thương mại và một cửa hàng bách hóa, cửa hàng tạp hóa nhiều tầng nữa các bạn. Vào ngày 26 tháng 2 thì theo bản cáo trạng, cảnh quay của cái camera an ninh trong cái tòa nhà cho thấy là Sandomai đã bước vào tòa nhà 40 tầng. Bản cáo trạng buộc tội là người đàn ông này đã chụp ảnh tòa nhà, bao gồm các cột hỗ trợ kết cấu bên trong nhà để xe, một khu vực chứa đồ lớn và các lỗ thông khí phục vụ không gian rộng khoảng 16.000 feet trong tòa nhà. Có nghĩa là anh ta đã đi vào và chụp hình lại tất cả các kết cấu của cái tòa nhà đó, các cột hỗ trợ kết cấu bên trong nhà xe, các khu vực chứa đồ và các lỗ thông khí, có nghĩa là thông khí phục vụ không gian, có nghĩa là cái tòa nhà đó là anh ta đã đi vào đó là chụp hình từng nơi từng chỗ luôn, nhưng mà bị máy camera của cái tòa nhà 40 tầng này đã phát hiện ra, coi như là trong cái bản cáo trạng là họ đưa ra là những cái hình ảnh là cái người này trước đó đã đi vào nghiên cứu rất là kỹ và chụp ảnh lại những cái vị trí đó để mà lên kế hoạch cho một cái vụ tấn công. Anh ta bị cáo buộc đã hỏi nhân viên lễ tân về sơ đồ của tầng của tòa nhà đó, mà ở đây thì những nhân viên lễ tân là họ không có cung cấp. Nhưng tài liệu của tòa án cho biết là anh ta đã tìm thấy cái sơ đồ tầng, các tầng của tòa nhà này ở trên mạng và tìm kiếm số người sống trong tòa nhà này. Ghê không các bạn? Có nghĩa là anh ta sau khi đến cái tòa nhà này hỏi nhưng mà lễ tân không có cho biết, thì anh ấy đã về, đã lên mạng, đã tìm ra ha, đã tìm ra cái số liệu, cái số tầng của tòa nhà và cái số người, bao nhiêu số người đã sống trong cái tòa nhà này. Trong cái máy tính của Sandomai được phát hiện có ghi chú với danh sách các hướng dẫn mơ hồ về cái việc mà phá hủy tòa nhà chung cư và bước đầu là hỏa hoạn trong nhà và sụp đổ nó. Có nghĩa là họ lên, có nghĩa là lên kế hoạch luôn các bạn, là coi như là hủy diệt như thế nào. Ban đầu là coi như là đốt cháy cái tòa nhà này đi và sau đó là cái tòa nhà sẽ bị sụp đổ 40 tầng đó nha các bạn nha. Máy tính của anh ta cũng được phát hiện có một số thư mục minh họa nghiên cứu bị cáo buộc anh ta về chất nổ, vũ khí hóa học và bom đạn.
ngẫu nhiên. À, các quan chức liên bang cho biết là một số thư mục có tiêu đề, có cảnh để những cái thư mục, có nghĩa là để ra từng mục một á, là phá hủy tòa nhà, kế hoạch tấn công của tôi, chiến tranh sinh học, đó là theo cái tài liệu của tòa án. Máy tính của anh ta cũng bao gồm một tài liệu cho thấy cần bao nhiêu chất nổ để phá hủy một cái cột bê tông. Anh ta cũng bị cáo buộc đã nghiên cứu trực tuyến những người liên quan đến các vụ giết người hàng loạt. Sandomai nhập viện vào tháng 8 và tháng 9 năm ngoái sau khi bị bỏng khi ném bột nổ vào nguồn nhiệt. Bản cáo trạng cho biết có thể là cái này là anh ta thử cái chất nổ như thế nào, có thể là trong lúc thử là bị phỏng á, rồi cho nên là đưa vô bệnh viện để nhập viện đó. Mặc dù là Sandomai đã cố gắng rất là nhiều để có được kiến thức và tài liệu để chế tạo vũ khí hóa học và thiết bị nổ. Những người đàn ông và những người phụ nữ của FBI Honolulu đã phá vỡ ý định xấu xa của anh ta trước khi anh ta có thể gây hại. Bản cáo trạng hôm nay là một ví dụ cam kết của FBI trong việc biến Hawaii trở thành một nơi an toàn cho tất cả mọi người. Đặc vụ của FBI cho biết trong một tuyên bố, các cáo buộc của Sandomai bao gồm là một tội danh sở hữu vũ khí hóa học. Mức án tối đa cho một cái vụ này, nếu như là cái bản cáo trạng này là được coi như tuyên bố đó, thì cái mức án tối đa cho cái người này là ở tù chung thân và khoản tiền phạt lên đến $250,000. Sở hữu một thiết bị không có đăng ký có mức tối đa là 10 năm tù và phạt tiền lên đến là $10,000. Thì hiện tại bây giờ trên tờ báo này họ nói rằng là bản cáo trạng được đệ trình hôm thứ Tư á, là ngày hôm qua đó các bạn, là chỉ là những cáo buộc thôi, chứ còn có nghĩa là chưa có kết tội, chưa có kết luận được các bạn. Đến khi nào mà Sandomai được chứng minh là vô tội hoặc là có tội trước tòa án pháp luật, thì đây là một cái thông tin Chi muốn chia sẻ với tất cả các bạn ha. Thì đây chỉ là một cái, có nghĩa là FBI họ bắt xong rồi, họ đã điều tra rồi, bây giờ họ truy tố ra rồi, họ truy tố, họ cáo buộc rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ có thể là cái người này cũng có luật sư để bào chữa hoặc là để đưa ra để mà xử các bạn, cho nên hiện tại bây giờ cũng chưa có quyết định chính thức. Nhưng mà họ đăng lên cho mình biết rằng cái thông tin là cái người này đã có cái âm mưu phá hủy cái tòa nhà 40 tầng ở tiểu bang Hawaii. Đó, khi mà mình đọc cái thông tin là mình nghe cũng sợ thật các bạn. Tại vì mình có người nhà, người thân ở bên đó, cho nên là đây là những cái âm mưu mà kêu bằng gọi là khủng bố, cũng giống như là khủng bố vậy đó các bạn. Coi như một tòa nhà chung cư mà 40 tầng mà trong đó là 450 căn hộ chung cư và một số những cái tòa nhà gọi là một cái những cái cửa hàng thương mại ha, nhiều tầng là họ buôn bán đồ mà nói là nằm ngay trung tâm của Honolulu luôn. Thì ở Honolulu là Chi ở Hawaii đó, hầu như là Chi đi rất là nhiều lần rồi, hầu như năm nào Chi cũng đi Hawaii hết, cho nên là Chi biết là cũng có rất là nhiều tòa nhà lớn ha ở Hawaii, là chung cư căn hộ cao tầng nhiều lắm. Mà nếu mà nói ở nằm trung tâm ở Honolulu thì Chi nghĩ không biết có phải là Ala Moana hay không, tại vì đó là một cái căn, có nghĩa là một cái khu trung tâm và một cái căn hộ đó Chi không nhớ là bao nhiêu tầng ha, nhưng mà xung quanh cái khu vực mà trung tâm ở Honolulu á, là Ala Moana đó, là Chi thấy là nó có rất là nhiều tòa nhà cao và lớn đó. Thành ra đây là một cái thành công của FBI mà khi mà đã bắt được và phá hủy được cái âm mưu này. Nếu mà không kịp thời mà ngăn chặn cái này thì có thể là sẽ có một cái thảm họa, kêu bằng gọi là thảm khốc xảy ra ở Honolulu. Bởi vậy mình nghe nói mình nghe rất là sợ các bạn. Hồi nào giờ thì mình cũng nghe nói là đảo Hawaii là một cái nơi rất là bình yên để cho mọi người sinh sống ha, không có ít có bạo loạn hay là ít có những cái vụ tấn công xảy ra. Và những người dân ở Hawaii thì thường thì mình nghe nhắc đến là cuộc sống ở Hawaii, những người dân họ rất là thân thiện, hiếu khách, bởi vì hàng năm có rất là nhiều khách du lịch đã đến Hawaii. Đó, vì vậy mà mình cảm thấy rằng khi mà mình nghe nói là có việc mà khủng bố mà tấn công ở Hawaii thì mình nghe mình cũng thấy làm lạ đó các bạn. Cho nên là bản tin ngày hôm nay chỉ muốn chia sẻ với các bạn một chút thông tin về những cái tin tức ở xung quanh ở nước Mỹ. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này, và nếu các bạn thích thì cho mình một cái like ủng hộ tinh thần cho mình nha. Cảm ơn và chào tạm biệt tất cả các bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Xin chào cả nhà.